Em Cao xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL Hoàng Mai. Và đây là một clip cực kỳ đặc biệt dành cho những fan hâm mộ của Crown. Thì ngày hôm nay em Cao cập bến được 3 em tình trạng xuất sắc, và em sẽ lên sóng nội thất từng em một để cho tất cả các bác cùng anh em chiêm ngưỡng từng trái một, cho nên nó không bị lú lẫn này con nọ sang con kia. Thì em làm clip này cực nhanh thôi tất cả bác nhá. Và rất tiếc cho bác nào nếu như bỏ qua những dòng crowd mà ngày hôm nay em Cao cập bến ba em và đẹp óng ánh nóng lánh luôn các bác nhá, dãy giụa luôn, tình trạng xuất sắc luôn, và các bác sơn zin cho tất cả anh em. Và tình trạng hàng của bên em Cao đã không có thôi, đã có là phải sắc led những dòng crowd này, tình trạng máy êm tít luôn đấy. Và chúng ta hãy bác nào mắt hơi kém một chút thì chúng ta cùng lấy kính để cùng lội soi cùng em Cao. Mướt mượt mượt luôn, đều trắng bóp bộp bộp luôn. Đó, không hề tẩy rửa một chút nào. Đó, tất cả các con ống, vỉ ốc vẫn còn nguyên xanh gì luôn. Đây là một sản phẩm mà nếu như bác nào nghiện crowd thì đừng bao giờ bỏ qua, và không có cơ hội lần thứ hai để mấy khi mà gặp được. Chúng ta chơi thì chơi nhiều, nhưng đôi khi những cái con mới như thế này thì phải nói rằng rất khó kiếm, kể cả những anh em thợ thuyền như chúng em cũng rất là khó các bác nhá. Đó, xuất sắc luôn này, xanh lét này luôn này. Em Cao cho gần và máu chế độ máy bay luôn các bác nhá. Và chúng ta đi soi từng tí một luôn, không một cái điểm gì trừ. Đó, sơn cũng bao zin cho anh em, tất cả con ốc sắt xi vẫn còn nguyên xanh gì luôn. Clip này thì em Cao cũng sẽ sơ qua một chút thôi, báo cáo là hàng về, và nếu như bác nào quan tâm thì em Cao luôn sẵn lòng và phục vụ tất cả các bác. Crown 5200. Đó, giá thì không bao giờ rẻ, từng con ốc luôn, Orozin xanh biếc bình biệc luôn các bác nhá. Đây, mã series để cho tất cả các bác cùng chọn nhá. Mã series để cho các bác nhớ, không lại con nọ sang con kia, tất cả từng cái vỉ dây rắc này còn chưa xước này. Nó mới một cách kinh khủng luôn các bác nhá. Từ các vỉ dây rắc, dây nguồn này. Đó, êm tịt luôn, từng con ốc này. Đó, con ốc 6 ly. Đó, xanh mướt luôn. Các bác nhìn kỹ vào nhá. Đó, xanh mướt luôn này. Em Cao quay này, nó đẹp một cách dã man dễ sợ luôn. Đó, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao, nhanh gọn lẹ thế thôi, chứ không cần biết là chưa cần phải test. Tóm lại là im tịt luôn. Clip thì nhanh một chút. Đó, có 3 em quay từng em một. Đó, không phải suy nghĩ luôn, xanh mướt mượt mượt luôn, không thể bỏ qua rồi. Nếu như bác nào là dân mà ăn sâu vào máu của crowd thì đây là những con mà rất là khó kiếm các bác nhá, rất là khó kiếm luôn, sơn zin luôn, sơn zin đét này đẹp luôn. Đó, mặt mũi sáng sủa đẹp trai luôn. Đó, ok chưa? Từ cái cầu trì nó còn chưa dính bụi. Đó, từng con ốc luôn, choang choàng choàng luôn, ngắm mãi không chán luôn. Đó, các bác nhá. Ok chưa? Bác nào quan tâm thì hãy lên đây em Cao nhá. Clip cực nhanh thôi. Đó là ba em crowd. Và nếu như em mở ba con thì đôi khi các bác lại bảo là con nọ con trai, em mở từng con một. Bác nào cần thì em sẽ chụp chi tiết thư hình ảnh để gửi đến tất cả các bác. Đó, từng con ốc luôn, mướt mượt mượt luôn, xanh gì. Đó, ok nhá. Bác nào quan tâm với sản phẩm Crown thì hãy liên hệ em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like các bác nhá.